Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio nhé. Đấy, hôm nay lâu lâu rồi em không bắn mic. Hôm nay lên sóng cho các bác mấy bộ 780S và 790 nhé các bác nhé. 780S và 790A. Đấy, em nói qua về bọn 790A này trước một tí. Cái bọn 790A này là đầu thu màu vàng này. Đấy, mên mạch đây. Em chỉ các bác phân biệt là cái hàng nhái với lại hàng chuẩn chính hãng của công ty nhé. Thường thường hàng chính hãng của công ty ấy, thì ở cái chỗ mên bỉ mạch bên trong này nó sẽ có cái dòng chữ dập in chìm này, in chìm như này này, BS này, xong bắt đầu mã ký hiệu của cái đời mic đấy. Đấy, con đời 790 này là sản xuất năm 2017 tháng 6 ngày 23, bán ra thị trường vào tháng 11 năm 2018. Đấy, bọn này đời rất là cao này. Đấy, tay thì có xước sát nhẹ nha các bác nhé, tay bọn này có xước sát nhẹ. Đấy, giá của bọn này là 2.400.000 đồng các bạn, 2.400.000 đồng. Đấy, và bên này là bọn 780S đây, 780S này. Cả hai loại này đều có gia tốc và tự ngắt đầy đủ nha các bác nhé. Và lẫy kẹp pin là còn đầy đủ nguyên. Đấy, nếu mà các bác nhận hàng mà lẫy kẹp pin này cái nào mà gãy ấy, các bác chỉ cần chụp ảnh gửi lại cho em thôi, em đổi cho các bác bộ mới luôn. Đấy, còn bọn 780S này là đẹp long lanh luôn nha các bác nhé. Đầu thu có màu đen và màu xanh này. Tay thì rất là đẹp, tay là hầu như là không có xước. Bọn này bên kia về nó bọc giấy từng cái tay riêng ra một, còn rất là đẹp luôn, long lanh như này. Màu gold nữa. Đấy, có hai màu, màu xám đuôi chuột và màu gold. Đều rất là đẹp. Đấy, bọn này giá của nó là 2.400.000 đồng nha các bác nhé. Đấy, cái bọn 780S tay đẹp này là giá là 2.400.000 đồng. Đấy, và cái bọn 790A này tay có xước sát nhẹ này. Đấy, giá cũng là 2.400.000 đồng. Về cái chất âm ấy thì cái dòng bà riêng cái dòng Bayer này thì từ cái bọn mà 780 này, 780S với lại 790 này thì là chất âm nó y hệt với nhau các bác nhé, không khác gì nhau cả. Đấy, nó chẳng qua là nó khác nhau về hình thức thôi. Bọn này là màn hình hiển thị nó vẫn còn là màu xanh, còn sang cái đời này ấy, là bắt đầu nó chuyển sang màu cam rồi, nên là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thích loại nào cũng được nha các bác nhé. Cái bọn 780S này thì em có thể phối các bác thích đầu màu xanh tay màu vàng, hoặc là đầu màu đen tay màu vàng, em đều ghép được hết. Màu xanh tay xám hoặc là màu xanh tay vàng em ghép được ok hết nhé. Đấy, bây giờ em sẽ thử hát một đoạn để cho các bác xem cái chất âm của cái mic này nhé. Đây là đang hát bằng 780S rồi. Tháng quân trường nhé các bác nhé. Chất âm thì hai cái dòng mic này là nó y hệt với nhau luôn, nó không có gì khác biệt cả. Đấy, các bác đừng có nghe ở các chỗ khác người ta nói là chất âm của 790A này nó sẽ hay hơn 780S với lại 780, nhưng mà không phải như vậy đâu các bác nhé. Đấy, cái này nó đắt hơn là vì sao? Là bởi vì đời nó cao hơn, nên là chắc chắn là linh kiện nó sẽ tốt hơn này. Nên bọn em nhập về giá cao, nên là giá bán ra nó sẽ nhỉnh hơn một chút.
Thường thường đối với những cái bộ mà 790A này mà tay mà đẹp xuất sắc ấy, không xước thì giá nó sẽ dao động từ khoảng 2 triệu 6 đến 2 triệu 700 ngàn đồng. Đấy, nhưng mà có 4-5 bộ này thôi. Đấy, tay nó có xước nhẹ này. Em quay kỹ cho các bác xem nhé, tay nó có xước nhẹ nhé. Đấy, nên em sẽ bán lấy các giá cho các bác với giá là 2 triệu 400 ngàn đồng. Đấy, bằng với giá của bọn 780S. Mà tay đẹp long lanh này. Đấy, cũng là 2 triệu 400 ngàn đồng này. Các bác nào mà thích đẹp ấy thì có thể lấy bộ này, không chê vào đâu được. Đấy, đầu thu thì cũng còn khá là đẹp. Bọn đầu xanh này thì hầu như là đầu xanh là đẹp mướt mượt luôn. Đấy, còn cái đầu đen này là nó có xước nhẹ một chút đây thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại 0868 893 777. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.